Con nói với mẹ nhiều lần rồi, trước đây con chưa có cảm giác với Mỹ Linh, và bây giờ cũng vậy, cho nên con xin mẹ đừng có ép con. Mẹ đừng có tốn công gán ghép con với cô ấy làm gì hết. Con và Mỹ Linh không có duyên nợ với nhau. Mẹ yên tâm đi, con hứa với mẹ là con sẽ đem về cho mẹ một nàng dâu tốt. Được, con cứ tự chọn đi, nhưng mà hứa phải đưa về đây cho mẹ một nàng dâu thật tốt nghe không? Dạ. Đừng lo, ông ngoại đã chọn cho con rồi. Ông ngoại chọn vợ giùm con hả? Đó là một cô gái tốt, thông minh, bản lĩnh, mà ông ngoại nghĩ là sẽ hợp với con đó. Nè nghe, đương nhiên là ông ngoại không chịu trách nhiệm, bởi vì ông ngoại chỉ giới thiệu thôi, rồi tự hai con tìm hiểu với nhau nha. Nhưng mà con nghe ngoại nói giống như là ngoại đang tả cái cô mà... Đó, thấy chưa? Ông ngoại nói ra là con biết liền. Vậy là hai đứa có duyên với nhau đó. Nè, con với ông ngoại đang nói về cô gái nào vậy? Cái cô mà... Ba, có phải cái cô gái mà hay biếu quà giặt cho ba không? Con không đồng ý đâu. Thằng Hiển nhà mình làm sao lấy một cô gái có thân phận thấp hèn như vậy làm vợ được hả ba? Con đã biết gì về cô gái đó mà con dám nói vậy? Dạ con... Không lẽ đây mới là mục tiêu của cô ta? Còn sao vậy? Sao hồi nãy con không từ chối thẳng thừng với ông ngoại mà lại còn hứa tìm hiểu cô gái đó? Con làm cho ông ngoại vui, có gì đâu mẹ lo lắng quá vậy. Mẹ cũng không hiểu ông ngoại sao nữa. Bao nhiêu cô gái gia đình danh giá thì không chịu, tự nhiên bắt con tìm hiểu cái cô gái này, kỳ ghê á. Mẹ Hiển nè, có khi nào ông ngoại con lớn tuổi rồi cho nên tinh thần sa sút không? Mẹ à, ông ngoại còn minh mẫn lắm, mẹ yên tâm đi. Với lại ngoại cũng đâu có bắt buộc con phải cưới cổ. Mẹ đừng lo. Ông ngoại mình luôn nghĩ tốt cho cô ta. Nếu bây giờ kể cho ông nghe những chuyện mình từng chứng kiến, thế nào ngoại cũng sẽ giống như chí Kiên, sẽ biện hộ cho cô ta đủ thứ. Mình nhất định sẽ lấy được bằng chứng để không ai có thể bình vực cô ta được nữa. Được rồi, tôi sẽ vạch trần bộ mặt gian xảo của cô, để cô không lợi dụng lòng tốt của ông ngoại tôi nữa. Nè, anh nói thiệt cho tôi biết đi. Anh tới đây để tìm cái bằng chứng gì mà anh nói, hay là tìm cô ta? Chờ đi. Sao phải cố chấp hủy hoại đánh mất đi hết tương lai? Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã nhạt nhòa, hình thành những thói quen khiến yêu thương trở nên xa lạ. Vì yêu mà đến, sao không trân trọng một nửa chân thành? Sao lại để sai trái, dẫn lối đau thương hòa vào mất mát? Tiếc nhung nhớ một chút, chẳng mất một người chẳng phải đi tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc, hay trong vắng cô đơn ở lại? Liệu thắng có được hạnh phúc, hay trong vắng cô đơn ở lại? Anh đến đây chi vậy? Phải cảm ơn tôi chứ. Tôi đang là khán giả tới đây để ủng hộ cô đó. Cảm ơn anh. Đêm nay ngủ với tôi một đêm nha. Cứ ra giá bao nhiêu cũng được, tôi sẽ đồng ý với bất kỳ cái giá nào mà cô đưa ra. Xin lỗi anh nha, ngoài ca hát ra tôi không đồng ý bất kỳ một yêu cầu nào khác hết. Mệnh xuống cho. Đã bước chân vô đây làm rồi á, còn mày đặt sĩ diện thanh cao hả? Muốn giá bao nhiêu cứ nói thẳng ra, tôi trả được hết đó. Anh tưởng là ai đến đây kiếm tiền cũng đều là bán thân hết hả? Anh lấy cái quyền gì mà coi thường người khác? Tôi chưa từng xem thường ai cả, ngoại trừ cô. Bao nhiêu đây tiền, đã đủ đổi một nụ hôn của cô chưa hả?
Cái gì vậy? Bị đánh chứ gì? Đánh đúng rồi. Bên Bờ Hạnh Phúc phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.